Mặc dù công cụ chỉ đường Google Maps của hãng tìm kiếm nổi tiếng thế giới Google được đánh giá cao trong việc cập nhật thông tin cũng như có nhiều thuật toán xử lý tìm kiếm nhanh, nhưng công cụ này cũng có lúc có nhầm lẫn khó hiểu. Một số người dùng đã phát hiện chỉ đường từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh, Google Maps đã hướng dẫn người dùng phải đi qua ba nước là Lào, Campuchia và Thái Lan. Cụ thể, nếu chọn phương thức di chuyển là đi bộ, ứng dụng sẽ cho ra kết quả duy nhất như trên, trong khi thông thường sẽ có khoảng 3 lựa chọn khác nhau. Tình trạng này hầu như đều xuất hiện khi chọn đích đến là các tỉnh, thành phố phía Nam và chọn điểm đi từ Hà Nội. Còn nếu chọn cách di chuyển bằng xe hơi, Google Maps lại cho ra 3 kết quả khác nhau, trong đó lựa chọn ngắn nhất là đi dọc qua các tỉnh của Việt Nam. Hai lựa chọn khác có quãng đường dài hơn và cũng đi qua ba nước là Lào, Thái Lan và Campuchia. Đây không phải là lần đầu tiên Google Maps có sự nhầm lẫn khó hiểu này. Năm 2011, nhiều người ở Trung Quốc muốn thử tìm đường sang Đài Loan bằng dịch vụ của Google và nhận được lời khuyên phải bơi 165 km qua biển Thái Bình Dương thay vì đón máy bay.